Ráng lên, mở ngay một chút. Chào Đinh Hương và Cúc Trắng, tụi em đang làm gì đó? Dạ, em chào chị Nguyệt Anh. Em đang giúp hoa cúc trắng sạc ngang đó ạ. Dạ, em muốn cơ xương dẻo dài để múa thật là uyển chuyển á. À, chị nhớ rồi, có mấy lần chị thấy là em hăng say tập múa lắm nè. Giờ đỡ quá động tác ngồi ếch nha. Ủa, ngồi ếch là sao ta? Ủa, chị chưa nghe cũng như chưa biết luôn đó Đinh Hương. Dạ, là ngồi cong đầu gối cho đến khi chúng hướng ra ngoài và hai lòng bàn chân thì ép vào nhau. Ui da, ui da, cái này đau lắm, cố chịu nha. Không chịu được nữa. Ủa sao vậy em? Đinh Hương làm em đau hả? Em bỏ cuộc đây, không sạc ngang sạc dọc gì nữa. Xương khớp em cứng ngắc với yếu xìu à, không kéo giãn được đâu. Càng làm càng đau à. Đừng lo, ngoài cái bài tập mình có thể giúp xương của bạn chắc khỏe hơn nè. Là sao vậy Đinh Hương? Chị không hiểu luôn á. Để Dr. Khỏe giúp Hoa Đinh Hương giải thích rõ hơn nha. Dr. Khỏe xuất hiện thật là đúng lúc. Nguyệt Ánh có thắc mắc muốn nhờ đến sự thông thái của Dr. Khỏe đây. Chào Nguyệt Ánh, có gì cứ hỏi, Dr. Khỏe luôn là bạn đồng hành của mọi nhà cơ mà. Nguyệt Ánh cũng như là quý vị khán giả rất là nóng lòng muốn nghe Dr. Khỏe chia sẻ về Đinh Hương đó. Trong nụ đinh hương có chứa hợp chất phenol như là flavonoid, isoflavon, ugenol và flavon. Chúng đều mang lại lợi ích cho độ bền xương, tăng mật độ khoáng của xương. Trong cơ thể của em còn có magie, phospho, vitamin D, vitamin K, giúp cho cơ thể hấp thu tốt canxi từ thực phẩm khác, góp phần nâng cao sức khỏe cho xương đó ạ. À, ngoài việc tập luyện thì hoa cúc trắng kết thân với lại hoa đinh hương như thế nào vậy Dr. Khỏe? Chúng ta dùng nụ đinh hương khô pha với nước sôi từ 5 đến 10 phút là đã có một tách trà ngon lành. Vậy thì làm sao để lựa và chọn ra được nụ hoa đinh hương tốt nhất vậy thưa Dr. Khỏe? Chúng ta nên chọn nụ đinh hương có chiều dài khoảng 0,6 cm, được trồng hữu cơ. Em ở dạng nguyên nụ, có thể bảo quản tận 1 năm. Nên bảo quản em trong hũ thủy tinh, có thể nắp kính, đặt nơi khô ráo thoáng mát nha. Nguyệt Ánh có thắc mắc nữa, đó là những đối tượng nào mà sẽ không được dùng nụ hoa đinh hương vậy Dr. Khỏe ơi? Đó là trẻ em, các mẹ bầu, người mắc bệnh chảy máu dạ dày và người bệnh hoen suyễn nặng nhé Nguyệt Ánh. Khi có phản ứng phụ như trầm cảm, co giật, tổn thương đường hô hấp, đau máu trong mạch máu, kích ứng da thì ngưng sử dụng em và gặp bác sĩ liền nha. Hoa cúc trắng và quý vị khán giả nhớ lưu ý những điều mà Dr. Khỏe đã chia sẻ về hoa đinh hương nha. Bây giờ thì hoa cúc trắng không cần đắn đo về việc xương có chắc khỏe hay không để tập luyện nhảy múa rồi nha. Dạ, có nụ hoa đinh hương ở bên, em không sợ gì hết. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Nguyệt Ánh cùng với Dr. Khỏe, Hoa Đinh Hương và Hoa Cúc Trắng xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại.